Tiếp tục vào việc anh chị ơi. Cốc sốc luôn quý anh chị. Nhà tại Đông Hòa, phường Đông Hòa, thành phố Di An anh chị nha. Một trệt một lầu. Căn này quý anh chị 2,55 tỏi quý anh chị. Căn này chỉ ra trong vòng một vài ngày thôi. Anh chị nào mà thiện chí á phải xem sớm anh chị nha. Đúc hai tấm luôn quý anh chị nha. 63m², thổ cư 60m. Ngang của mình là 4m quý anh chị. Ở phía sau nở hậu hơn 5m quý anh chị nha. Mình vào trong mình xem đi. Công năng quá ok luôn quý anh chị ạ. Một trệt một lầu, ở phía trên là có hai phòng ngủ nhỏ và chia ra làm 3 phòng ngủ. Còn ở phía dưới này sẽ có thêm cho mình một cái phòng ngủ dưới nữa anh chị nha. Đây, còn khu vực này là phòng khách của nhà mình đây. Sân chỗ này là xe máy nè quý anh chị. Chỗ đây phòng khách. Đó, ngoài sân xe máy đó rồi phòng khách nối vào đây quý anh chị ha. Khá là ok. Rồi phía sau đây. Đó, chỗ đây nhà bếp nhà ăn của mình đây. Khu vực bếp đây quý anh chị ơi, bếp nha. Phòng ngủ dưới bên đây. Đó. Chỗ đây này, nhà vệ sinh ở phía dưới tầng trệt nha. À, cầu thang này xíu nữa em lên lầu cho anh chị mình xem. Rồi phòng ngủ dưới của mình đây quý anh chị này. Đó, quý anh chị thấy cái phòng ngủ dưới không? Rồi ở phía cuối kia là một cái giếng trời quý anh chị ơi, để cho thông gió cho nó mát nha. Bây giờ mình lên lầu này quý anh chị nha. Trên lầu sẽ thêm hai cái phòng ngủ lớn luôn quý anh chị. Đây, một cái phòng ngủ lớn ở phía sau này có cửa sổ này quý anh chị theo. Rồi ở phía trước đây là nhà vệ sinh này. Rồi một cái phòng ngủ lớn ở phía trước đó là ngăn thành hai phòng ngủ nhỏ, tất cả đều có gác quý anh chị ha. Còn ở phía trước này có một cái ban công rộng quý anh chị theo. Đó, căn này là cực kỳ ok luôn quý anh chị nha. 2,55 tỏi quý anh chị nha. Gần quốc lộ 1K, gần đường Nguyễn Đình Chiểu, gần đường Hai Bà Trưng, gần hội trường Đông Hòa, 500-700m quay đầu hết anh chị nha. Gần Thủ Đức, gần làng đại học luôn. Vị trí tại phường Đông Hòa là số 1 quý anh chị nha. Số 1 quý anh chị nha. Anh chị nào thấy phù hợp vào việc